này đồ trang phục rất quen thuộc, rất dễ mua và có một cái đôi cánh cuối cùng quyền lực từ người đẹp Trung Linh. Ông hãy sổ đi đàn sổ. Thầm hello phèn tôi đi kỳ khuôn quà đào sám đào thức hôn Nguyễn Thị Trúc Ly Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, cái bộ cánh này cô ấy đã dán trong vòng 2 ngày để hoàn thành thưa quý vị. Em ơi, nhưng mà cái cánh thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với Trúc Ly thưa quý vị. Chưa thấy phiên bản này, phải nó lậu như phiên bản này. Rồi xin mời Trúc Ly à, cảm hứng từ đâu mà bạn chọn trang phục truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh là đôi cánh và cái áo dài xanh vậy? Xin cảm ơn câu hỏi từ phía cô MC xinh đẹp và anh MC đẹp trai. Để thực hiện bộ trang phục này, em đã trải qua 3 ngày ròng rã, lấy cảm hứng từ bộ trang phục của Miss Grand Việt Nam 2021, Nguyễn Trúc Thùy Hiền đăng quang trên đất Thái Lan. Em đã làm nên bộ trang phục như thế này để tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ. Chút xíu cô nhớ trả lại cái đèn livestream cho MC. Rồi. Tha phôi tha. Đây cho tử sinh La Kim Quyền trình diễn ra một trang phục chùa bánh xèo đến từ An Giang. Truyền thống của đẹp là phục vụ lựa chọn là bánh xèo. Như quý vị đã thấy, trên người cô ấy toàn là cải xanh quý vị nha, và trên tay cầm nguyên dĩa bánh xèo là bánh thật chứ không phải bánh mô hình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần vô tình của cô ấy quý vị nha. Tân Châu nổi tiếng nhà bè, núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm, chả nguyên bánh châu với lầu thành thì đó là cái nguyên Miss Grand An Giang. Một chàng trai thật lớn, chàng trinh tiêu minh vương, với trang phục đến từ Bạc Liêu, trang phục phường cổ. Kính thưa quý vị, và bây giờ trước mặt quý vị là một cô đào hát trong trang phục phường cổ mà người đẹp Bạc Liêu tiêu minh vương đã lựa chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hội sở của tiêu minh vương. Bạc Liêu thương lắm câu hò, đi xa nhớ ghé, chứ đừng có qua. Tiêu Minh Phụng, Miss Grand Bạc Liêu. Thank you, Miss Grand Bạc Liêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình tiếp theo. Xin chàng báo tay cho thí sinh Anna đến từ Tây Ninh với trang phục bánh tráng và muối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình tiếp theo. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho thí sinh
thương và có một cái đôi cánh vô cùng quyền lực từ người đẹp Trung Lì. Không hề sổ đi là hạt trôi. Thầm hello bèn tôi đi nghỉ khuôn quà đào sám đào thức hôn. Nguyễn Thị Trúc Ly, Miss Grand, thành phố Hồ Chí Minh. Cánh này cô ấy đã dán trong vòng 2 ngày để hoàn thành quý vị. Em ơi, nhưng mà cái cánh này hơi thiếu rồi. Dạ, bị bớt bớt rồi. Thế quý vị, quý vị, chúng ta sẽ đến với chương trình tiếp theo. Và đây là nữ sinh San San đến từ Phan Thiết với trang phục dân tộc biểu tượng nước mắm cá cơm. Kính thưa quý vị, không nhìn nhầm đâu, đó là một con cá cơm đó quý vị. Và những tên bối thể hạn cho quý vị mình luôn. Ai có nhu cầu liên hệ hotline của Thánh Cô 0909 0805 0 bò duyên. Gặp Thánh Cô trong tiệm phở ban ngày đang rửa chén nha quý vị nha. Còn bây giờ em xin trở lại với là một tư cách thí sinh của cuộc thi Hoa hậu năm nay, San San Miss Grand Bình Thuận. Thưa quý vị, lúc nào là con cá cơm thì lúc sau là con sứ biển quý vị nha. Kế bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại top 6 thí sinh đầu tiên của đội tuyển. Một tràng pháo tay thật lớn cho top 6 thí sinh đầu tiên được không ạ? Rồi xin chị cho biết là mình đã lấy cảm hứng từ đâu? Tại vì An Giang có rất là nhiều đặc sản, thì tại sao chị lại chọn bánh xèo? Có phải chăng cơ tối từ chiều tới giờ đã làm chị lựa chọn về điều này? Và lần đầu tiên cho Lucky Quỳnh xin được gửi đến toàn thể các cậu quý vị khán giả có mặt trong chương trình ca nhạc Miss Grand Nintendo. Và kính thưa toàn thể các cậu quý vị, nói về ẩm thực vùng miền thì Thất Sơn Châu Đốc thì có rất là nhiều loại thủy hải sản, ví dụ như là khô cá sạc, khô cá đuối và đặc biệt là mắm cá linh. Nhưng mà mình muốn từ từ Tây Ninh, từ từ chút xíu nữa mình kinh doanh sao đi, rồi mình để cho thí sinh khác ta bán. Dạ, ai lộn ta đi. Nhưng mà mình muốn đem đến một cái món ăn như thế này để giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả mình biết đến. Tuy là nó đơn giản, gao sống kèm vào đó là bột thôi, nhưng mà cần phải sự khéo léo của một người phụ nữ đảm đang. Và đặc biệt bánh bèo Thất Sơn nổi tiếng, nếu như tất cả quý vị một lần đến với An Giang hãy ghé Thất Sơn dùng bánh xèo. Thank you, người đẹp là kỳ quyền. Thì thưa quý vị, mang một hình ảnh người phụ nữ đảm đang giỏi giang đổ bánh xèo, người đẹp là kỳ quyền. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến tới người đẹp tiếp theo, người đẹp siêu minh phùng với trang phục tùng cổ. Rồi xin cô cho biết là lấy ý tưởng từ đâu? Cô thử video hả? Yên tâm đi, ban tổ chức có video rất là tốt, không có cần thử nữa đâu. Rồi ý tưởng của cô lấy từ đâu mà để mình chọn trang phục tùng cổ cải lương là trang phục truyền thống cho phần thi này?
Và lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả, anh MC và hai anh MC, và lời chào sức khỏe. Và cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã đến đây với Midrand Sài Gòn Tâm Thơ. Dạ xin lỗi cô, trước khi đi thi cô có thắm đi thắm mắt chưa? Tôi nhìn đâu mà được hai anh MC lần à? Dạ xin lỗi, tưởng đâu hai anh em sinh đôi. Em ơi, dạ. Mắt sáng lắm mới nhìn ra đó. Dạ rồi, hỏi lại đi, hỏi gì quên mẹ nó rồi. Dạ xin thí sinh vui lòng chú ý cho câu hỏi. Dạ. Cảm hứng từ đâu mình chọn bộ đồ? Là trong phần truyền thống mình là tuồng cổ à? Dạ, tại vì hồi nhỏ đẻ ra má có ru bằng cái lương, lớn lên nó nhiễm, rồi nghe cuộc thi cho nên mướn thi chứ có biết cuộc khỉ gì đâu. Cảm ơn cô, câu hỏi rất là ngắn gọn và lãng nhách. Rồi xin mời cô trở về chỗ ạ. Dạ. Câu trả lời dài lộn. Đến hữu vậy, một trong những gian hàng được đang chờ đợi nhất. Thí sinh đến từ Tây Ninh, là xin mời cô có phần tự xử mình. Tại sao cô lựa chọn đặc sản của Tây Ninh là bánh tráng trộn để khoác lên người mình ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của Lô Lô, em xin tự giới thiệu em là con dâu của người miền Tây Ninh. Mặc dù cái mặt em như là núi Ba Đê, nhưng mà em rất là mộng manh như bệnh rạng Tây Ninh. Ôi tự nhiên ra bệnh rạng rồi. Em rất là hiền, chiếc lá bàn rơi em hoảng sợ. Con kiến nó chích em, em bắt con kiến nó về ổ, em cho chết luôn một ổ. Kể từ đó em về miền Tây Ninh. Trả lời vậy. À, cảm ơn nhiều. Ừ, bán bánh tráng đi. Nó kinh doanh liền. Trời Phật ơi trời. Trời ơi, tôi chết rồi. Kinh doanh trá hình rồi. Thôi chết rồi. Dạ. Cô ơi, cẩn thận hơi bước hết chân. Cô không còn cái gì trên người. Cô ấy lấy hết rồi. Chết cha. Gần hơi trao giải cho cô, trao bằng cái gì? Em chưa xem. Cô ơi từ từ, chứ MC chưa có. Rồi chết mẹ hết rồi. Chồng tay. Kính thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bệnh trạng của em rất nhiều. Trời ơi, anh MC đánh một tiếp nữa. Kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với Trúc Ly thưa quý vị. Yeah. Chưa thấy phiên bản này, phải lậu cho phiên bản này. Rồi xin mời Trúc Ly ạ. À, cảm ơn từ đâu mà bạn chọn trang phục truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh là đôi cánh và cái áo dài xanh vậy? Xin cảm ơn câu hỏi từ phía cô MC xinh đẹp và anh MC đẹp trai. Để thực hiện bộ trang phục này, em đã trải qua 3 ngày ròng rã lấy cảm hứng từ bộ trang phục của Midrand Việt Nam 2021, Nguyễn Trúc Thùy Tiên đăng quang trên đất Thái Lan. Em đã làm nên bộ trang phục như thế này để tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Thank you, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ, chút xíu cô nhớ trả lại cái đèn livestream cho MC. Rồi, thật vui tha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với xứ biển Phan Thiết, cái thứ gì kỳ đẹp xanh xanh. Rất là dịu dàng. Sáng sáng cho biết là hồi nãy là nghề nghiệp phụ của mình là người đẹp tâm linh đó, là có đi coi bói dạo nữa. À, có việc này đã hỗ trợ gì cho chị khi mà chị đi thi hoa hậu? À, mình có thể tự bói cho mình được giải gì không ạ? Cái giải này em chưa bói ra được nha. Em chưa bói nó cho em được, nhưng thông cảm xíu nha. Giờ tập trung thi thì không có coi bói được. Hỏi câu khác đi ạ. Chính ra cái người coi bói cho thiên hạ là chưa chắc đã coi bói được cho mình là đúng không quý vị nha. Cho nên mình tin hay không là do có quý vị cảm nhận ha. Rồi, lý do nào mà mình chọn cái trang phục là nàng tiên cá cơm đó quý vị? Đó đó chị, để mình trình diễn cái phần thi trang phục truyền thống ạ. Tự vì nhà của Sang Sang là ba đời rồi, ba đời đều có con cháu làm bóng hết trơn á. Hả? Quên, là nấu cho con làm cá bóng nước mắm. Nước mắm cá bóng đúng không? Đúng rồi, cho nên là mình cũng nối nghiệp với gia đình mình cũng nấu nước mắm luôn. Đó, nhưng mà ở dưới đó là thôi mày đẹp quá, mày đi qua hậu đi, em mới đi đó, chứ có biết gì đâu nè. Cảm ơn người đẹp Sang Sang, câu trả lời rất là chân thật nha. Mà chút xíu nữa ta hiểu lầm ba đời lận. Rồi cảm ơn chị. Thank you. Cảm ơn tất sáu đầu tiên mình chào các bạn thật lớn đi quý vị ơi. Thank you.